tướng của năm ấm, vì hết thảy pháp ở nơi thật tướng đều vào trong Bồ Đề vậy. Bởi vậy nên nói Phật tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Phật. Chỉ có phàm phu ngu muội mới phân biệt Phật và Bồ Đề là hai pháp khác nhau vậy thôi. Hỏi: trước đây nói Bồ Đề cùng đạo là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Nay vì sao kinh lại nói đạo tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là đạo, rồi lại nói Phật tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Phật? Đáp: dù nói một, dù nói khác cũng đều chẳng phải thật. Phần nhiều thường dùng một nên nói đạo tức Bồ Đề, nói Bồ Đề tức đạo, nói Phật tức Bồ Đề, nói Bồ Đề tức Phật đều chẳng có lỗi lầm. Ví như thường và vô thường là hai bên đối đãi nhau. Thường phần nhiều hay dẫn sanh phiền não nên ít được dùng. Vô thường hay phá được phiền não nên được dùng nhiều hơn. Thế nhưng chấp thường và chấp vô thường đều là lầm lỗi. Khi đã dùng vô thường để phá chấp thường thì phải xả luôn cả vô thường. Trên đây cũng là như vậy. Nếu quán các pháp khác nhau thì phần nhiều sanh tâm chấp. Trái lại, nếu quán các pháp là nhất tướng, như quán các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã, thì ít khởi phiền não nên ít sanh tâm chấp vậy. Bởi vậy nên phần nhiều dùng một, thế nhưng khi đã vào được nơi thật tướng nghĩa thì một cũng chẳng còn dùng nữa, vì nếu còn chấp một thì cũng là lầm lỗi vậy. Nói một, nói hai, nói khác, vân vân đều là nói lên những tướng đối đãi. Phải chẳng khởi chấp tâm, chẳng thủ tướng mới là chẳng lầm lỗi. Nói nhất tướng cũng chẳng thật, nên Bồ Tát phải chẳng đắc hết thảy pháp tướng mới là Phật vậy. Nơi đây Phật nói lên nhân duyên Bồ Đề tuy là tướng tịch diệt, nhưng Bồ Tát phải đầy đủ các công đức, phải trú trong kim cang tam muội, phải ở trong nhất niệm tương ưng huệ mới được vô thượng Bồ Đề. Đến khi được tự tại vô ngại nơi hết thảy pháp thì sẽ được gọi là Phật. Bồ Tát tuy biết đạo và Bồ Đề chẳng khác, nhưng vì chưa đầy đủ công đức nên chưa được gọi là Phật. Phật rốt ráo đã được đầy đủ các công đức, đầy đủ các hạnh nguyện nên chẳng còn được gọi là Bồ Tát mà được gọi là Phật. Ở trong đạo Bồ Đề mà còn cầu Bồ Đề thì vẫn còn gọi là Bồ Tát. Ngài tu Bồ Đề nghe Phật nói về Bồ Đề, về đạo, về thành tựu chúng sanh nên lại hỏi Phật: thế nào gọi là tịnh Phật quốc độ? Vì sao chư vị A-la-hán, Bích Chi Phật chẳng làm được việc tịnh Phật quốc độ? Hỏi: thế nào gọi là tịnh Phật quốc độ? Đáp: một Phật độ gồm trăm ức mặt trăng, mặt trời, trăm ức núi Tu Di, trăm ức cõi trời, gồm cả 3.000 đại thế giới, cũng có thể nói 3.000 đại thế giới thành một Phật độ. Ở trong Phật độ, Phật thường làm các Phật sự, thường hành bố thí, ngày đêm sáu thời thường dùng Phật nhãn quán chúng sanh khắp trong mười phương. Phật biết rõ chúng sanh nào đã gieo trồng thiện căn thuần thục thì dùng thần lực để hóa độ họ. Phật lại dùng thần lực đến các chỗ tùy theo căn cơ của chúng sanh để giáo hóa họ, khiến ở nơi ngoại duyên họ được tùy ý, chẳng còn sanh phiền não nữa. Nếu chúng sanh nào gặp các nhân duyên bất tịnh, vô thường thì họ chẳng còn sanh lòng tham dục phiền não. Nếu chúng sanh nào gặp các nhân duyên không, vô sở hữu thì họ chẳng còn sanh si mê phiền não. Nếu chúng sanh nào được tâm vô ngã rồi thì họ chẳng còn sanh lòng sang tham sân hận, vân vân. Bởi vậy nên muốn cho chúng sanh dễ được độ, Bồ Tát thường trang nghiêm quốc độ của mình, chẳng thiếu thứ gì cả. Ở nhiều quốc độ, các cây thường vang lên tiếng pháp thật tướng thuyết về vô sanh, vô diệt, vô khởi, vô tác. Chúng sanh ở các nước ấy chỉ nghe diệu âm, chẳng nghe các tạp âm khác. Ở nơi đây chúng sanh được căn tánh thông lợi nên rất dễ vào được nơi thật tướng pháp. Tịnh Phật quốc độ có nghĩa là trang nghiêm cõi Phật, như trong kinh Di Đà và nhiều kinh khác đã có giải rõ về cảnh giới tịnh độ. Phật dạy: từ sơ phát tâm, Bồ Tát vẫn thường tự tịnh các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý, cũng dạy người khác tịnh các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý của họ. Hỏi: vì sao nói
Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, thường an trú trong các thần thông, rồi sau đó mới tịnh Phật quốc độ. Đáp: thanh tịnh các nghiệp ở nơi thân khẩu và ý chưa phải là tịnh Phật quốc độ. Hết thảy các Bồ Tát hành Bồ Tát đạo đều phải thanh tịnh ba nghiệp ấy. Có tịnh được ba nghiệp ở thân khẩu và ý thì sau đó mới tịnh được Phật quốc độ. Đây có nghĩa là phải tịnh tự thân mình và cũng tịnh người khác. Vì sao? Vì chẳng phải chỉ một người thanh tịnh sanh về cõi tịnh độ mà thôi, mà phải có nhiều người đồng làm các nhân duyên thanh tịnh ở nội pháp cũng như ở ngoại pháp mới diệt trừ được các nhân duyên bất thiện. Vì sao? Vì nếu có nhiều lời nói ác thì ở cõi nước ấy sẽ sanh ra nhiều gai gốc. Nếu có nhiều tâm xiểm nịnh thì ở cõi nước ấy mặt đất sẽ gồ ghề chẳng có bằng phẳng. Nếu có nhiều tâm sang tham thì sông ngòi thường khô cạn, đất thường sanh nhiều sạn sỏi. Trái lại, nếu chúng sanh chẳng hề làm việc ác thì ở cõi nước ấy mặt đất sẽ bằng phẳng, đất thường sanh các trân bảo. Như trong kinh có nói rằng, đến thời Đức Phật Di Lặc ra đời, tất cả mọi người đều tu 10 thiện đạo, nên ở cõi nước của Ngài, đất sanh ra nhiều trân bảo. Hỏi, nếu bố thí và làm các thiện pháp khác là tịnh Phật quốc độ, thì vì sao chỉ nói đến việc tịnh ba nghiệp ở nơi thân khẩu ý mà thôi? Đáp, phải nên biết rằng, các pháp ác, pháp thiện đều là nhân duyên khổ lạc, và khi đã được đạo rồi, thì trong hết thảy các tâm và tâm sở, trí huệ là thù thắng hơn hết. Có nhiếp tâm trong định mới làm nên đại nghiệp, thế nhưng tư duy vẫn là dẫn đạo, vì có tư nghiệp mới khởi ra các nghiệp ở nơi thân khẩu và ý. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định đều do tư duy dẫn đầu, ví như may áo phải dùng kim để hướng dẫn sợi chỉ. Chúng sanh do nghiệp lực dẫn dắt mà phải thọ các quả báo ở đời sau. Bởi vậy nên nói ba nghiệp thân khẩu và ý nhiếp hết thảy các nghiệp, lại nói ý nghiệp tận nhiếp hết thảy các thân khẩu và ý nghiệp, nhiếp hết thảy các sắc pháp vào thân hành, khẩu hành và ý hành. Nếu trong ba cõi có ba nghiệp phước đức đầy đủ thì quốc độ là y báo cũng sẽ được thanh tịnh, nội pháp là chánh báo tịnh và ngoại pháp là y báo cũng tịnh. Ví như mặt sạch thì soi vào gương cũng thấy sạch vậy. Như trong kinh Duy Ma Cật có nói, do chẳng có sát sanh mà được trường thọ. Hỏi, các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý rất dễ biết, như vậy vì sao Ngài Tu Bồ Đề còn phải hỏi? Đáp, đối với người cầu đạo thì thô và tế chẳng có định vậy. Ví như đối với người bạch y cư sĩ thì bố thí là thô thiện, còn đối với hàng tiểu thừa thì bố thí là tế thiện. Lại ví như ý bất thiện là thô, ý thiện là tế. Ở trong pháp đại thừa thì chấp tướng thiện dẫn đến chấp tướng niết bàn cũng gọi là thô. Bởi vậy nên đối với người tu hành thì thô và tế chẳng có định vậy. Hỏi, Phật thứ lớp nói về các tướng nghiệp từ thô đến tế, vì sao ở đoạn kinh trên đây Phật đặc biệt nói về các thô nghiệp của Bồ Tát? Đáp, tất cả các nghiệp ở thân khẩu và ý gồm ba ở thân, bốn ở khẩu và ba ở ý đều là thô nghiệp. Ví như sát sanh, tà kiến, dâm dục, vân vân đều là các tướng nghiệp thô. Đối với hàng Bồ Tát chỉ hành sáu pháp ba la mật mà còn dấy sang tâm tham cũng gọi là thô nghiệp. Hỏi, 10 bất thiện nghiệp đạo đã có nhiếp sang tham rồi, nay vì sao còn nói riêng về sang tham nữa? Đáp, sáu pháp ba la mật chẳng vào trong 10 bất thiện nghiệp đạo. Vì sao? Vì 10 bất thiện nghiệp đạo làm não loạn chúng sanh, mà sáu pháp ba la mật chẳng có làm não loạn chúng sanh. Thế nhưng khi hành sáu pháp ba la mật mà Bồ Tát còn tiếc của cải, còn tiếc thân mạng, thì mặc dù chẳng có gây phiền não cho chúng sanh cũng vẫn gọi là thô nghiệp của Bồ Tát. Đây vẫn là hiện tướng của tâm sang tham. Tâm tham thể hiện ở hai mức độ khinh trọng, nhẹ nặng khác nhau.
nhẹ như có giấy lòng tham của người khác mà chẳng làm não hại người, nặng như khi lòng tham quá mạnh mà chẳng được thỏa mãn, dẫn đến các hành động tội lỗi, cướp của, giết người, vân vân, lúc bấy giờ mới gọi là bất thiện nghiệp đạo. Tâm sân cũng là như vậy, mới giấy lòng sân thì chưa gọi là nghiệp đạo, khi tâm sân quá mạnh dẫn đến tạo ác nghiệp thì mới gọi là nghiệp đạo. Hỏi: thế nào gọi là giới bất tịnh? Đáp: sát sanh, phá giới, vân vân là thô tội, còn giới bất tịnh là tế tội. Ví như uống rượu mà chưa làm phiền nhiễu chúng sanh thì chưa vào trong 10 bất thiện nghiệp đạo. Ví như thường bị ba độc che tâm, chẳng muốn niệm tịnh giới, chỉ muốn cầu thiện phước báo là trì giới, giới tâm tà vậy, chưa vào trong 10 bất thiện nghiệp đạo. Các trường hợp như vậy gọi là giới bất tịnh. Nếu hành Bồ Tát đạo mà xa lìa 4 niệm xứ dẫn đến 8 thánh đạo, xa lìa 3 giải thoát môn, vân vân, thì gọi là thô nghiệp của Bồ Tát. Vì sao? Vì khi hành các pháp môn đó thì thâm tâm quán thật pháp, tùy theo niết bàn, chẳng tùy theo thế gian. Nhưng khi ra khỏi các pháp môn đó thì tâm lại rối loạn, chẳng được an định. Ví như bản tánh của rắn là bò quanh co, khi rắn chui vào ống tre thì bò thẳng theo ống tre, nhưng ra khỏi ống tre thì lại trở lại bò quanh co như cũ vậy. Lại nữa, khi hành Bồ Tát đạo mà tham chứng 4 quả thanh văn cũng là thô nghiệp của Bồ Tát. Vì sao? Vì nếu nghe Phật nói người được quả Tu Đà Hoàng sẽ chẳng còn bị đọa vào 3 đường ác, sẽ được thoát khổ, mà Bồ Tát sanh tâm chấp đắm thì sẽ bị lạc về thanh văn địa, sẽ chẳng đến được vô thượng Bồ Đề vậy. Ví như người phải đi 50 dặm đường mới lấy được nước, nhưng nếu ở dọc đường mà thấy có những giọt sương động trên lá cây thì người ấy cũng có thể khởi tâm tham, thèm muốn nghỉ chân để tận hưởng. Vì sao? Vì người ấy chẳng giữ được tâm kiên cố vậy. Bồ Tát chỉ vì chúng sanh mà phát tâm làm Phật, nay chỉ vì lợi ích riêng mà muốn thủ chứng quả thanh văn, thì như vậy là dối Phật, là phụ chúng sanh. Đây cũng là thô nghiệp của Bồ Tát vậy. Ví như người chủ nhà mời khách về nhà mình để thết đãi mà chẳng muốn tốn kém, chỉ muốn dọn qua loa vài món ăn mà thôi, thì như vậy là phụ lòng khách. Cũng như vậy, vì muốn độ hết thảy chúng sanh mà cầu được làm Phật. Nếu nay tham chấp đạo thanh văn và đạo Bích Chi Phật, là mặc nhiên bỏ mất đại thệ nguyện độ sanh của mình rồi vậy.